tử của đại biểu quốc hội đi. Ông Văn, ông Văn chứ, ông muốn cử rồi ông Văn là bố cho ông ở đâu, ông Văn rồi chứ. Không có linh mục rồi. Đã linh mục chứ? Văn có linh mục. Nhìn đi lên lại chứ. Ở đó còn có tờ Linh nữa chứ. Thiếu Lê Tương Tấn. Vũ Linh nữa. Có Duy Linh và thiếu Lê Tương Tấn. Ai cũng chưa rồi. Đang đi dắp lần cuối luôn. Đi lên lại đúng rồi. Đi đó đi. Rất mạnh lên. Đi dọc, dọc cái cuối chân dài. Dọc luôn chứ. Đường lên này. Đây nè, ta lên nè. Đây là cái đường đi lên. Chúng ta lên trước, rồi mình lấy đà mình lên, còn lên cắn hả? Thằng nó to quá rồi, rồi đi tục quên đi. Đâu thằng nó to để lên đi, đi. Lên cắt mình đi lên cực, mình lên rồi phải giữ số mà.
Đây ông hỏi chuyện cái chùa đây ông biết nó ở được không? Ông tính lên đây nó mà ông tu tôi nói không mày có tu đâu ở nhà tu được chỗ nào chùa cũng như nhau hết. Đây có mẫu thứ mình phí cái rồi đây con chỉ biết gì thôi ba. Có hết rồi. Con chỉ nhà nói chuyện mai về. Dạ con nhớ, mới nhớ vợ con nữa. Con cô hết. Cô tâm mới đâu có tu được. Đây đây. Đoạn đâu đâu đó được không phải hết. Đây. Đi coi đi. Đi coi. Qua bên không, qua bên đây, qua thì ra phía trước ngay anh xuống xe rồi thì anh đi lại anh đi lên chỗ tượng Quan Âm này anh xem qua cổng rồi sang đây. Chủ nhân tờ chủ nhật á, hình như không biết mẹ cái ông này là một cái tượng Di Lặc cũng nổi tiếng, làm tượng quá đẹp. Ừ. Đó.
có lúc hoài nữa là có bạn hay là đi phân du để bắn sưng rồi sưng cái đà Huế là giám đốc đà Huế hả? Ổng bây giờ còn không anh Huế là năm 86 vừa ổng mình vừa ăn cái mình sung sướng tới đất nước là cái mình cái cảm ứng được cái đó của mình ai đứng hòa được cái gương á trong người ai biết được em tới cái chỗ đó thì em hòa nhập được mà em gặp cái người mình và thăng say cái anh đổ thăng thì ra mấy vùng không biết mấy bước nữa ở đây nhìn tất là cái phần này bốn cái này bốn nạp là hạ lâm sáng cái này hay là mình mua hạ lâm sáng mong dễ dạy vô được mong vô mong vô vô qua nhà cho đã kệ la đây đồ này có tôi lấy luôn ha tôi lấy luôn quá ngon rồi ở đâu chứ ở công ty mà ngon tốn nếu họ để lại mình ha rất lửng chứ cho con rất rộng rãi quá ha, chứ con có đủ đi mình đề thương mà nó đi mà mình rất keo răng mà lấy. So với con với việc khúc gì nè? Không mấy mấy. 1m7 mấy á? Không 1m7 mấy. Ừ, nó cao con nhiều. Con bàn câu bàn ru năm cua hả? Cua, cua. Bà câu của chú là thằng ấy đó, nó bằng cả con á. Mình câu của chú vậy đứng hơn 5 khúc vậy nè. Đây là nhà của tôi Duy Cang nha.